Ấn tượng nhất ở ngôi nhà bạc Việt Nam này là quy tụ được các sản phẩm thủ công tinh xảo từ khắp các làng nghề chạm bạc truyền thống nổi tiếng trên cả nước như Định Công Hà Nội, Đồng Sâm Thái Bình, Kế Môn Thừa Thiên Huế và Sài Gòn Chợ Lớn thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, đặc biệt có những món trang sức bạc hàng trăm năm tuổi như bộ trang sức dành cho cung tần triều đình Huế do các nghệ nhân làng Kế Môn chế tác và lưu trữ, hay chiếc dĩa được làm từ hàng ngàn sợi bạc mỏng theo kỹ thuật đậu bạc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy những sản phẩm bạc độc đáo như thế này. Tôi rất thích, rất tuyệt vời. Chiếc nhẫn như thế này mà tự mình làm ra công đoạn từ đầu tới cuối, tự mình chọn bạc cho tới tự mình bẻ cong, tự mình hàn nó rất là thú vị. Nó là một cái gì đó trải nghiệm rất là mới lạ cho những bạn nào mà muốn làm một cái gì đó cho bản thân mình hoặc cho những người yêu thương tự tay mình làm, rất là hay. Không chỉ trưng bày những gì xưa cũ của nghề bạc, mà nơi đây còn tiếp nối những giá trị ấy bằng những món bạc được chế tác theo kỹ thuật hiện đại với chất liệu bạc 95.0 có độ chống oxy hóa cao, phù hợp với khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Khi đến với bảo tàng, ngoài việc được chiêm ngưỡng những món đồ bạc quý hiếm, tinh xảo thì còn có những khóa học làm thợ bạc. Qua đó, chúng ta có thể tự tay làm các trang sức bạc cho riêng mình. Qua quá trình mình làm, mình thấy là thợ của Việt Nam mình rất là nổi tiếng trên thế giới. Nhưng mà ở ngay chính Việt Nam mình thì nhiều người, dân địa phương, người ta chưa có biết đến cái nghề làm kim hoàn của mình nó như thế nào. Thứ nhất, thứ hai là cũng chưa có một cái nơi nào mà để giới thiệu với du khách những cái nét đẹp của nghề kim hoàn Việt Nam đến với bạn bè quốc tế đó. Cho nên là mình mới nghĩ ra là có thể làm thử một cái bảo tàng nhỏ nhỏ để mình giới thiệu những cái sản phẩm độc đáo về trang sức bạc của Việt Nam. Đây là một trong những địa điểm du lịch độc đáo để khách tham quan có thể tìm hiểu mọi thứ về nghề thợ bạc ở Việt Nam, từ truyền thống thủ công xa xưa đến những công nghệ chế tác hiện đại. Đồng thời, bảo tàng về nghề bạc cũng là cửa hàng mua sắm trang sức bạc chất lượng cao với những mẫu sản phẩm độc đáo lấy ý tưởng từ cuộc sống, văn hóa con người Việt Nam.